Trong vòng 2 phút phải vuốt được lông chim đại bàng, thời gian đụng là 5 giây. Sao? Nhưng mà nó trước là trong nhà mình con đại bàng nó ghét nhất thằng Toàn. Trong khi bên đây mình á, nó không ghét ai mà ghét thằng Toàn. Nếu nó thả ra ngoài đường là chỉ gặp thằng Toàn là nó ban Toàn thôi chứ không gặp ai hết á. Anh em ơi, đây là đại bàng à. Mình mua cái đây 3 năm rồi. Bây giờ nó lớn rồi, nó đổi lông, nó thay màu trắng rồi. Chắc nó già rồi. Bây giờ mình vô mình trải nghiệm cho Toàn nghe. Camera gần một xíu. Đang nghe đưa mấy cái nè. Camera cũng sợ á. Vuốt gần ha. Vuốt gần nghe anh em thấy không? Vuốt. Vuốt đâu hùm á. Đây là mình vuốt ra lông đại bàng là bình thường. Từ từ Toàn. Từ anh kêu về bắt đầu rồi, em mở cửa ngăn. Chú Bảy. Trời ơi, cầm màn hồi có 2 phút rồi. Rồi. Xong chưa? 1. Bắt đầu. Chắc Toàn. Nè nè. Nó bè, mẫu bác đấy. Nói chuyện với nó. Đây. Dìu nó. Dìu nó chứ, phải dìu em nó. Đó, thằng là quen được rồi đấy. Đâu rồi. Có đứng nó rồi. Cháu có được 5 giây ha. Lấy cái chân nó vào là ấy nha. Đừng có giật ra nha. Dạ. Chú nhớ bụng chơi thôi, chú đây. Chú kinh cỡ dưới cổ á. Đang quen mà. Đang thuần hóa. Còn 1 phút 20 mấy giây. 1, 2, 3, 4, nên quá liều, toàn liều quá. Chứ yên thôi, từ từ, nó mẫu á. Toàn đang chấp nhận hy sinh nha, hẳn. Bình thường người ta cầm đại bàng mới có bao tay à. Mày, thấy chưa? Chưa, mà còn 1 phút 5 giây nữa lận. Toàn đang rất là liều. Sao đây quá. Toàn dạng á. Gặp anh Hải là trọng hay là dù là con hai bị căng rồi đó. Không, nếu ấy thì là vô chặt thua. Chuẩn bị chơi xe rồi, ai loại cứ ra đây ăn nước bủi với tôi. Tiếp tục không? Trận này Toàn quá liều lĩnh nha. Tay Toàn bị lủng một lỗ do đại bàng bấm rồi. Quá liều. Nhớ không Toàn? Sao? Vô nè anh ơi. Kinh nha. Có cần người xào bài không? Tôi vô tôi xào cho. À chèo nó vũ vô. Rồi. Toàn bọt hay Toàn? À anh thao gì mà. Anh hai lát đầu. Em cũng thao gì. Ừ khỏi. Quá. Toàn bao nhiêu? 20. 18. 18. Em 18 ngàn Toàn. Trang 18. Mình sẽ bọc nó dài sao rồi anh Hải sẽ được một phiếu sai khiến. Trước khi cho anh Hải nhận một thẻ bài sai khiến thì anh em đường nào cũng anh miếng chứ anh đường nào cũng ra như Dương Ngầu Dương Vũ rồi. Sao anh thiếu tiền anh đang cánh hàng gì? Cánh mèo mèo. Rồi tớ đang miếng ngon vậy ơi. Tơ nó vừa tơ luôn á. Rồi anh em ăn lấy sức đi chuẩn bị chiến đấu. Anh Hải không biết anh Hải sẽ rút trúng lá bài gì đây. Có khi bữa nay mình chiến đấu 24 giờ luôn thôi. 24 giờ. 24 giờ chơi rồi chơi luôn á. Tao mình no chưa? Chắc cũng ăn miếng gà. Hai có mì tôm nữa rồi mà. Chưa đủ tới đâu. Mày có cái tờ nào trúng xe ấy khác hay mà ô tô vậy không? Có, xe đồ chơi. Anh Hải nhắm lại. À. Anh Hải nhìn. Anh cứ tờ dưới lên ra nè. Ừ. Đó. Nó tích lên rồi nè. Chúng mấy bậc thiền sư ở đây núi quá. Mình cứ... Còn mấy lá xăm nữa hết thì mình trúng tiếp tục xem lá xăm nha các bạn. Trong 3 phút phải bắt được con gà. Trong vòng 3 phút phải bắt được một con gà bất kỳ. Nghe các bạn. Okay. Bây giờ con gà nào ở trong trong chuồng. Hay cái ngoài đồng ngoài ruộng. Không phải bắt con gà đã nhốt rồi nha. Rồi anh muốn bắt xem bắt, mình sẽ bắt một con gà trong vòng 3 phút. Tay nghề của anh Hải cứng lắm. Không được bắt gà con nha. Không. Không bắt gà con là được. Thì bắt gà mái, gà cù, bắt chạy thí mà được không được thôi chứ. Ok mà trúng cái chân nhàn vàng á, sẵn sàng dễ tiếng. Không là gà nhà thím còn nữa gì. Không, thôi gà trong vườn đã cũng được vậy. Rồi nhà mà. Anh Hải vô anh rồi. Coi tí. Đây thằng tù quá đi. Đi ra đâu vậy? Chào chú gà. Ok, quá nhanh. Anh Hải mà nếu mà xét là đi bắt trộm gà thì chắc không ai chịu nổi trong đây quá. Không bắt trộm gà mà là gà mà kêu cái đó chắc là cũng đúng. Anh có phải là bàn tay vàng trong làng bắt gà không? Ai đó mở ba kẻ kêu đi bắt gà điện trộm hơ tên của hành hơ gì không kêu. Ờ không kêu. Anh Hải. Dạ tao chưa đi. Hơ tên của hành. Thôi giờ để anh đưa đốt của hành nướng hơ. Toàn lên cung trinh nữa quá. Gặp chút củi. Toàn gặp chút củi chị Hằng luôn. Toàn gặp chị Hằng đi. Rồi, bà ba đi Toàn ơi. Thôi. Bọt đi thôi, mình xé mà, bọt cái thôi. Nếu con này là con vợ chuồng là em không bao giờ bọt.
Trời, thấy bà thế. Em cũng phi mà. Chứ mà ở đây là ủ còn xéo. Em giờ biết em cũng không bọt nữa. Hay. Nãy rung hay. Thôi quéo quéo quéo. Mình cũng chả thua hàng gì ha. Đầm cơ cũng ngang. Đánh mày xong luôn. Người cuối mà. Càng về sau. Mũi nhọn đâu? Có hình phạt. Mũi nhọn. Bốn. Đó. Khui luôn. Khỏi cần biết cái gì. Có hình. Anh còn cá luôn. À quên. 19. 13. 18. Rồi toàn tự xử lên cung trang. Anh nãy 20. Trời ơi, mày 19 cũng thua rồi. Chạm lên nè. Hả? Giỏi á. Hay nhớ. Mày bột bột tiên mà. À, càng sao nó càng khó nha. Mời đó. Trước đi được anh hai thứ coi. À cái tè rút rút phục phục là bị rồi. Cái gì vậy? Ba cây kem nói không bao giờ đặt. Trời ơi. Ăn ba cây kem trong vòng 5 phút. Tự đi mua. Có nghĩa là bây giờ mình bấm giờ tại đây và toàn chạy đi mua làm sao làm trong vòng 5 phút phải hết được đó, ăn hết được 3 cây kem. Ok. Bắt đầu tính giờ tại chỗ đây. Thầy cho nó xếp ạ. Bắt đầu. Vô chạy. Trời ơi. Nhanh lên. Ok nhanh. Trời. Trời ơi, toàn chạy như cái mát. Ngầu chỗ nào cũng được, Tường, ngầu chỗ nào cũng được. Tường làm gì vậy? Ngâm nước. Ngâm nước. Tường chiêu ngâm cây bị nước. Còn 2 phút. Đừng nói lột ra ngâm đi. Lột ra ngâm. Ngâm nước. May là cái bà đây có kem. Quán nào có kem là xong. Khó đấy. Cố lên Tường ư. Khó vượt qua đấy. Đúng không ạ? Còn 2 phút. Để toàn sử dụng tiền chi vô đây. Còn đấy. Em toàn nó mua kem xong nó chạy xuống đây, em tưởng nó chạy sáng. Quá tới đâu mệt quá sao chạy xuống. Chạy xuống. Bao giờ ăn? 1 phút 43 giây. Đầu toàn rồng giáo ơi. Được. Toàn chắc rồi. 1 cây à. Mới 1 cây à. 1 phút 34 giây. Còn ngưng ngưng mặt anh em coi chúng chứ. Nè toàn ao rồi nè ơi. Mát xa luôn, đào mát xa kem luôn. Mát xa kem luôn. 1 phút 20 giây. Để kiểm tra là ngăn. Toàn cho chiêu này hay chứ không có chiêu này cũng hơi khó đấy. Toàn quá hay. Anh cái nào khui cái nấy luôn cho đẹp. Còn 59 giây. Đó đó, kịp vô sức chưa. Đây quá lạnh, lạnh lắm ngang, lạnh lắm ngang. Nó làm mày chạy đây là mất hồn, cứ làm gì. Tới đâu mày sáng chạy mệt quá sáng nha. Chứ còn nó bơ mấy 40 giây nữa. Mày 38 giây, xém thua. Không có chiêu ngâm nước là cũng hay căng. Mày ăn quán của bẻ mà bà không có kem là cũng thua. Hèn quá. Hèn quá hèn cho toàn đàn. Có kem luôn. Còn kem nào. Còn thảo cây luôn. Toàn. Số lượng mấy bị đây em ơi, bỏ rác đàng hoàng, không đưa ra hồi những môi trường. Toàn vừa qua tới đó nha Toàn ơi. Còn 22 giây nữa Toàn ơi. Toàn nuốt chưa? Rồi ok. Còn 17 giây, dừng. Toàn đang đã sử dụng được chiều nước mương đại pháp nghe mà. Và anh không? Không. Anh tính anh nhỏ nha, lợi nhân vội gì vật. Đây ta, anh đi mình mà. Cho anh lên trụ điện luôn. Em cho đi trụ điện luôn. Lên cùng đây Nga kìa, chè Nga giờ nó xuống dẹp nạc đi cá. Anh hai dẫn em đi trụ điện chắc luôn, đi ngồi đàn à. Anh bỏ trước đây. Ừ. Đầu xe không à? À lấy ngồi đàn chắc luôn. Thôi toàn rồi giáo ơi. Chả cho lấy ngồi đàn. Bà cậu à. Ơi cho tôi con tiên nghe bà cậu ơi. Bùi. Bùi xì. Tiên. Tiên rồi quát luôn rồi. Tôi quát nước mường. Khẽ không? Nghe bây giờ tiên. Không đôi luôn vậy làm gì 18. Thôi em tự xử đi em. Em vui không? Rẻ. Làm nhiêu? Quát. 22. Wow, trời ơi, anh hai ơi. Sao hả đầu tiên? Diễn mà. Diễn mà. Diễn mà. Diễn mà. Diễn mà. Sao anh cho hàng toàn lên đồ điện mà thằng anh lên bộ trí? Toàn nó cho đấu kèo lại sao đưa anh. Đâu. Vô. Chỉ còn 2 là phiếu thôi bạn, hết 2 là phiếu này mà tiếp tục mình thêm cái trò mới nha. Thao chí này chắc anh gì kìa. Đây, đâu rồi, ra đâu, bắt đây 2.
chiếc này chiếc kia leo điện đó là leo điện này rồi bác thì còn mấy lá phiếu hai phiếu lá thâu thấy đẹp xanh lão bệnh tử xanh đâu là bác phải giữ một đồ xanh hay tử xanh là xanh là sao chữ nhiều vậy này dưới kia sao bốn cái mày tôm mà tứ ai hết rồi từ đây nã tới đây đi đâu vậy mà đi tìm đồ điện á để mình diễn giải vấn đề xào bốn gói mì tôm trứng mì tôm xào trứng và ăn hết trong vòng 12 phút. Nhưng mà lực chơi đây lúc đầu em xét có nói sơ với anh em lúc đầu mì tôm và trứng mình đem sẵn hết đây nấu bằng củi không nấu bằng bếp ga đủ dụng cụ ra đây không đi mua và nấu chú bay à thôi khó chê không quẹt anh đâu có chứ mà tốt phật nó lâu rồi vậy bấm đi bấm đi bấm đi một giải pháp tụi bay gì cha có mệt chưa anh ai kỹ quá các bạn không để thất bại mà 1, 2 bắt đầu cách nhá 12 phút nào bạn có lửa đây cho na đâu có lửa đây chứ ngâm trước cửa nở chứ gì chàng đấy cố lên anh hai cố lên tùm 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 cố lên ngâm 4 gói mì trong vòng 12 phút nấu cho ngon nhưng nấu dở ăn không được. Ủa thì mấy đang kêu ngâm 4 gói mì nở trong vòng 12 phút mà. À, cái đâu có ăn đâu. Ôi, đâu có ăn đâu. Mẹ giữ cái này. Trời vinh quang dữ vậy trời. Vinh quang. Cái mấy lửa tôi đậu đậu. Quá lấy mấy lửa tôi. Toàn toàn có dấu không? Quá. Bỏ luôn đi. Mẹ giấu bình hồi chắc hơi lâu á, khép luôn. Chê đây con. Cứ bình tĩnh mà rút. Rút mì rút cho nó thấm nước đều. Chê đây con. Chê đây con. Cứ bình tĩnh anh ấy. Trận chiến này khá là dài các bạn ơi. Anh em chịu khó đón xem. Rồi cho son vào. Cứ bình tĩnh nha các bạn. Anh em nào thích ăn mì tôm xào trứng nào? Đúng không? Lấy tay chơi tay không luôn đấy. Tay không luôn. Bóp luôn, khỏi cần đập. Cái gì nữa? Tới gì nữa? Bơi rồi, bơi rồi. Quá. Ấp là, ấp là. Quá mày xào trứng kia kìa. Trứng trước mày xào. Quá, xào trứng kia gì ta? Xào phải cho ngon ăn chứ là ngon không được. Ok mà, ngon thời gian, tranh thủ thời gian sẽ được kịp thôi chứ. Xào kiểu gì vậy anh hả? Đúng mì xào trứng ăn. Ừ. Rồi 4 gói xào nó còn chút xíu nha. Còn bỉ ra nó nát ra mà. Châu, anh hai không có muỗng chạy rồi ai khó khó ghép á. Ví dụ, không có muỗng là khó ăn anh hai. Ví dụ con. Dạ vậy. Xả chút ăn rồi từ từ dọn nha. Rồi ok. Bây giờ mình rất tiếc thời gian là trận chiến cuộc thi mà phải vậy không à. Cứ miễn người, người ta xào sao có 40 mì người ta ăn đâu chứ phải không? Đúng mì xào trứng chứ. Ờ thì thì trứng với chứ đâu phải ăn ăn sống được đâu, ăn phải gọn gàng phải đúng theo cái kiểu ăn chứ. Anh ráng bóp vô dụng kèm nó khó gác anh Hào ừ. Tôi còn lấy muỗng chưa? Chưa có muỗng nha. Qua mình đi mấy đêm Hào em. Đem lấy muỗng. Lấy muỗng. Từ sao? Anh hai vô cái cầm theo nước tạt cho bé. Nè nó ăn nữa không? Điều này không? Mì xào trứng mà có bỏ thêm nước nữa ta. Bỏ đâu? Bây giờ phút khỏe 9 phút nữa anh à. Vô tư. Ê bình thường bốn chút có mì nhiều mà sao bây giờ mình ái cái nó ít kìa ha. Ngâm nước lạnh em nó không có ái đâu. Nhưng mà anh Hải em không chịu công thức mì xào trứng này của anh Hải nha. Có thì trứng xào với mì vậy thôi chứ sao đợi. Bình thường ở nhà anh cũng ăn xào vậy luôn hả? Mình ở nhà thì mình bỏ mì vô trước ừ. Mà đây mình bỏ trứng vô chín chín chút. Trong lửa vô anh Hải. Đâu lửa gì nữa, giờ chín mì rồi chứ mì tôm nó nở lắc lắc mà, trứng chín đâu. À mà ta cá thêm nha. Cá luôn vậy hả? Đây nhau nè. Mày nó đổ rồi xem mà. Chà. Chà lấy vậy? Em muốn. Bỏ vào bài xuống thôi. Đây, ngồi nãy cái nền nhiệt độ nắng nó nở luôn là vừa mà. Bốn cái mì nó teo lại còn xíu rồi. Cái mặn. Còn 8 phút nữa. Vô tư, vô tư, vô tư.
vượt qua được. Mệt quá mệt, uống nén với anh. Coi hai em rậm rậm này. Rậm đâu được, yên, làm cho rậm được. Đảo lên, coi khán giả coi thử đúng mày xào trứng chưa mới chịu chứ. Trước khi mình đảo mình đi nha. Rồi, đúng mày xào trứng cho anh em ơi. Đúng, có trứng có mì là xào trứng được. Anh mà ném nè, đừng nói dụng đi. Ném. Anh hai giờ sáng cũng làm hai hũ mì rồi, bây giờ làm thêm bốn gói mì nữa. Vua mì tôm mà. Vua mì tôm. Bình tĩnh anh hai, phải bình tĩnh chứ sao mà. Trộn đi rồi nó mặn chứ sao. Mặn hả? Thời gian còn nhiều anh hai, bình tĩnh chứ mà ăn mà. Phải bình tĩnh chứ nó mệt vậy là nó mất sức lắm. Sao mày nhỉ? Quá trời dục rồi. Cái này đầu có tắm cho uống nước được không? Hả? Uống nước được, anh uống nước được. Còn 6 phút nữa. Còn 6 phút 45 giây. Cố lên này ơi. Nè, xuống tác anh đội bằng anh sẽ chơi cỡ nào cũng thắng à. Yên tâm đi các bạn ơi. Vua mì tôm mà. Thánh mì tôm sáng làm 2 hũ giờ làm 4 gói nữa. Dư sức mà anh hai. Còn 6 phút rưỡi nữa luôn. Má nửa thời gian à. Nói giờ thì mà nó đi mà không có cọng được cứng lên đi không? À, không cầm được cái này. Mì rất dai, rất nở. Ừ. Quá ngon luôn phải không? Ngon. Còn lâu anh hai, 6 phút nữa mà điều giờ mình chiến chứ. Dưỡng sức anh hai. Chi mà phải cho nó mệt vậy. Thôi vậy. Vậy đâu vậy anh hai? Hai ớt nè. Lấy nước. Tính thế nào? Ê, đổ vô mày vậy. Mạnh không? Sướng ngon rồi chứ. Cái này sẽ hoàn thành trước 2 phút. Còn nhiều thời gian mà. Còn 6 phút nữa. 2 phút 30 giây. Dư thời gian. Còn 5 phút 24 giây. Đây là khó nước lắm. Nếu mà anh vượt qua rồi ra đây mà đỡ ra rồi ra gì mà trẻ trẻ cái rồi chết ốc cái luôn á. Chết hồng luôn á. Chết hồng cho mình kêu chết ốc. Rồi trứng béo rồi đâu. Giờ xíu giờ luôn anh. Giờ xíu rồi. 3 phút nặng rồi. Nay phải dư 2 phút. Còn 2 phút này 10 giây. Mình hái nàng giỏi. Chữ yếu không vậy. Không có mì đâu. Cảm thấy này trời dữ quá ớt luôn không à. Rồi anh em ơi, nãy còn dư giờ à, dư 2 phút luôn anh ơi. Còn 2 phút mà nếu nuốt hết trong miệng thì cũng còn dư 1 phút 30 giây. Rồi anh nãy đi tắt 1 phút 57 giây anh em ơi. Hôm bữa rồi mới là phần 1 của trò chơi sai khiến á, là Vũ đã bị loại vòng 1 rồi. Vòng thứ 2 hôm nay không có Vũ nha các bạn ơi. Bữa nay thì anh em mình sẽ đổi không cho bài nữa, cho bài YouTube nhiều mấy em cờ bạc quá không cho chơi. Bữa nay anh em mình sẽ chơi trò thảy chai nha. Ví dụ như bây giờ đang là 3 người chơi thì 2 người thảy đứng đầu tiên là sẽ không bị sai khiến, còn người sau cùng sẽ bị sai khiến. Luật chơi đơn giản vậy thôi. Anh em hiểu không? Và phần thưởng mình sẽ double kill lên nha. Bữa nay là 2 triệu dành cho người chiến thắng nha. Đó. Trò chơi càng ngày nó sẽ càng mức độ nó càng khó hơn nha. Mình đã xếp sẵn lá phiếu này rồi. Anh em có ý kiến gì nữa không? Không.
Rồi mời ba anh em. Bây giờ anh em có thể thảy vô gạch cũng được hay là thảy vô đất cũng được. Thảy ở đâu tùy ba anh em nha. Ok. Nào dễ thì anh em làm thôi. Được chưa? Đâu. Mới 1 2 3 vô. Ôi. Bây giờ toàn sẽ dẫn mà bây giờ toàn sẽ lãnh một lá phiếu đó là sai khí nha các bạn ơi. Xem thử toàn vận may có mỉm cười với toàn nha toàn. Miễn có tiết lộ một số hình cái mini game trong này được không? Đây, đây, mà, bí mật đi. Hơi bí mật một xíu ấy. Mời toàn. Hơi xui không à. Ngước lên trời toàn. Chắc bữa nay phần 2 là chắc khả năng khó hơn phần 1. Càng ngày càng thấy càng khó. Nó đang giải chứ. Chuyển được trước sắc chắc dễ hơn bây giờ. Không biết sự may mắn có đến mỉm cười với toàn không biết nữa. Gì có từ ăn ăn phá phá đâu. Có gì tôm hùm không? Ủa vậy vậy đây đối ngược với tôm hùm. Và đây là ốc gạo nữa. Ốc gạo. Ăn hết 100 con ốc gạo trong vòng 4 phút. Có nghĩa trong vòng 4 phút toàn ăn sẽ là được ít nhất là 100 con ốc gạo nha. 240 giây. Đây cũng là một món tương đối gọi là đặc sản ở quê mình nè. Đây là ốc đây mấy bà cô chú mới đi bắt hồi mấy giờ ta? Bắt hầu là nếu mà người ta bán là cỡ 3 giờ người ta đi nữa. Tối thui là làm sao? Có biết đâu định biên. Đó là nghề của người ta. Ốc trên xi mà sao xuống sông mà lội mà thấy được hay dữ ta? Nước cạn mà em bật đèn pin xuống là cũng kính đó. Wow. Gương có đồ rồi. Rồi, trong đây không biết bao nhiêu con nha. Bây giờ toàn ăn sao ít nhất được ít nhất 100 con là toàn thắng. Coi thử ăn xong anh kiểm tra lại nha. Chuẩn bị. Bây giờ đồng hồ mình sẽ không cho toàn thấy nha, mình ấp xuống khi nào báo thức thì làm mấy khui lên thôi nha các bạn. Cho cuộc chơi nó căng thẳng lên một xíu. 1 2 3 bắt đầu. 4 phút. Cái đây mình có với anh em luôn á, quê mình á, phụ nữ quê mình mà nếu mà ai về thi ốc lễ ốc gạo với quê mình là phụ nữ quê mình là dạng đẳng cấp. Lễ như cái mấy đâu. Ngầu làm chứ mà không cần dòm. Ngầu làm mà dòm đâu, cái lái hai tay quá dòm đâu à, chứ chọt. Không, không chọt em. Không, nếu mà mấy cô đây là lễ là không cần nhìn luôn á. Không cần nhìn sao? Vừa lễ vừa nè, vừa có phim vừa nói chuyện mà. Nhưng mà mấy người đó phải rảnh nha. Mặn cái miệng. Sắp mưa ớt rồi. Mặn cái miệng. Lộn vào cái gì? Thôi ăn dư cam con nha. Hết chưa? Đúng không? Wow, xin lỗi. Từ từ để kiểm tra anh em ơi, xong nhanh nhé, đồng hồ có lộn không? Đúng nha, đúng nha. Đúng gì lộn. 4 phút là phải rồi. Làm giật mình luôn nội. Từ bình tĩnh, anh em bình tĩnh. Toàn đếm này. Toàn đếm miệng rồi phải không? Cái máy con. Toàn cầm kim cho em để giật. Nhấc lên. Rồi, anh em mình sẽ đếm công khai chỗ đây luôn nha. Rồi, trạm đếm cầm máy con đi. Chẳng mấy con tôi mấy con đi, anh hái mấy con đi, đếm cầm lại nha, cho nhanh. Đếm công khai nha. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 23 con 28 30 32 con, 33 con. 33 chứ 23. Là bao nhiêu? 16. 16 vào. 33. Nem 16. Nem 16. Đúng chưa? 1. Nem 16 hả? Nem 7. 2. 8. Nem 9. 60 rồi, không đủ rồi. 62. 64. 72 con. 66. 68. 70. 73 con. 99. 100. Đấy ba con. Hai uống thôi nữa đi chịu à. Đây là thêm 1 phút nữa được đúng không? 1 phút còn. Không. 1 phút kịp. Không. Toàn nói chung mà toàn nó không có nghề thực ăn món này. Chỉ về hôm người ta ăn đưa ăn chạy cho. Toàn ăn yếu quá. Cầm một nắm vô. Mê nhanh được. Không biết ăn người ăn tay vậy nè. Nhìn nhanh hái nè. Qua cho trọt qua 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 đau vô đây béo không ơi. Ê em ơi toàn loạn ha. Bây giờ chỉ còn hai người à. Wow. Má win đầu tiên. Má đi dắt xe vô gãi bơ vẹn cái loại mất. Mất thị gì gì. Mời toàn. Về chúng ơi. Trận chiến này phải dành cho trọng rồi. Ai trọng ơi. Hãy cứ tìm tốt. Sao càng khó nha. Chuẩn bị. Bắt đầu. Cô lên đâu. Anh Hai vẫn uy tín như ngày nào cho anh em. Anh Hai, dạo này xuống tóc này ghê quá. Vô em không? Có gì? Có phản thả lên thôi nè. Vô anh em ơi. Anh Hai dân bác gì lại đồng tri đây. Lâm tri điện thoại. Hai tẹo. Mời đó. Sướng. Nhìn lên máy nha. Rút. Cái gì đây?
cứ bình tĩnh. Cứ bình tĩnh, từ từ. Camera tới gần cho anh em xem nè. Còn sao có gì đây? Oh, cái này vui nè các bạn ơi. Mặc đồ mặc tám, bộ sao mặc đồ tám hoài vậy? Vui quá vui. Anh hàng chứ đồ tám gì? Thầy đang cái hay là mặc cái có hư rồi cái ưng mặc hoài. Mày mốt gì đừng có tay với bà tám. Bữa nay phải cho mặc áo kia luôn nha. Có áo ngực luôn nha. Mặc đồ bà tám ra chợ ăn hết 50k trong vòng 10 phút thôi. Có nghĩa là Trọng bây giờ Trọng sẽ vô mượn bà tám cái bộ quần ăn. Vậy cái vòng đây là hai dễ quỳnh quá. Rồi xong rồi nhưng mà hôm nay phần thưởng hơi ấy là sẽ có áo trong, áo trong. Cái ấy nữa bảo vệ bên trong nữa nha. Tôi nghĩ cái đây là hai là nếu không vô thưởng thì đã. Anh hãy là chợ quỳ tí nha. Và anh em mình sẽ trốn một chỗ này hơi xa xa một chút để Trọng vào tìm ăn trong vòng 10 phút phải hết 50k. Bắt đầu là Trọng tới ăn là bà chủ thì vô trúng quán bà chủ làm chậm thì cũng ráng chịu nha, phải hối thúc hay là ăn quán nào được chạy quán kia làm sao đúng. 50k hết 50k. Tính giá là đúng giá luôn chứ không phải nói bà chủ có bán mắc rồi để nhanh hết đồng ngang anh em ơi. Anh em hợp lý không? Hợp lý. Nhưng mà đừng có quen là cứ làm bà tám, bà tám trao đồ lấy rồi mà đem về mặt tấu ngủ vợ lấy mặt cái chết luôn á. Sao hợp với bà tám dữ trời. Ờ. Cô cho 10.000 bánh xèo trước đi. Bỏ cái trắng của em liền nha. Rồi mắm. Đâu, đưa chén mắm con. Có đũa không? Có đũa. Đưa lên con đũa. Nhanh không mất thời gian. Cho ra đũa đi, đâu đũa đâu. Rồi ok, mắm. Rồi, mời anh em nha. Cho con cho 40.000 ăn. Ít 40.000. Thịt nhiều thịt chưa ạ? Mười ngàn ăn cá hả? Ăn thịt tôm. Từ giờ có thấy người nào mặc áo ra mà qua chợ ăn gì chưa? Chưa có, đây là người đầu tiên á. Áo của bà tám mà mới mặc lần đầu tiên á, bỏ chưa mặc lần nào luôn á. Ai bún này. Để bún ngon ăn không? Để bún ngon không? Chờ, ăn chờ kho, chạm tất cả ngon, qua ăn bún rồi. Ôi, nhiều bún nhỉ, nhiều nước nhỉ. Ít mà, ít đẹp hơn. Bán lại cho khác, không còn là cháo hết. Ít bún nào, ít bún cháo thôi, bán múc tô cháo, 20.000. Ít cháo. 20.000. Múc rồi, múc rồi. Không được. Thịt đâu? Không có thịt đó, à rất là đuổi rồi sao? Cô có thương con sao trôi dữ hả? Thôi bán đúng đâu cô, bán như vậy? Giảm đi liệu không? Cô còn bán cáo rỉu quá. Bán cháo rỉu rồi. Bán rỉu làm ly rỉu cô. Mấy cái bao bây giờ vậy? Ngon chung bán rồi.
Nào. Con đây là sao con cho thêm nhiều chứ con? Cô ơi, cô bán bao nhiêu tin tiền bao nhiêu, đừng tin rẻ nha, tin đông giá luôn con là được. Nhưng mà cô thấy thương bán rẻ ăn được. Quen của cô mà nhậu của cô biết không? Ê, bữa đi ngăn với bán bè. Dạ? Bữa đi ngăn với cô. Wow. Cái nào bên kia? Chị. Dạ. Dạ đây. Không. Bụng nhịp tay chuối không quay là chị biết rồi. Bây giờ quá rồi, nhiều quá. Đây nhiêu tiền con? 20 ngày á? 20, 20. Có liệu tao lo mình nữa luôn á. Mà chiều là xưa tao nhậu rồi. Nã tao nhậu rồi. Dạ tao. Em. Em. Con tôi bốn con. Bốn ngàn đồng. Tám anh có người mẫu chân ngắn xia. Con cho thêm đồ thịt nhiều quá. Còn mấy dầu á? Cái tàu á. Cái tàu á. Ăn mấy chỗ người quen chị. Vợ bầu ăn giùm bầu vợ luôn mà. Nói sáng này ăn nhiều. Bắt nước. Mời. Rồi, được. Chào.
quá tuyệt vời. Kịp kịp. Ừ, cái này làm thêm cô cho nhiều quá. Cho hai phần tô thịt mà. Ok. Được rồi. 20 nữa. Xử cái tàu luôn. Ra ra không à, không ra rồi. Hello. Không, luôn một hết giờ, hết giờ, hết 10 phút rồi bạn ơi. Wow. Đứa nhà này vô cầu quá. Mình thường ăn quán cầu cầu thường quá cho thịt hơn nửa tổ. Rồi. À ba tướng thấy tổ của anh cho nhiều cho no hả? À ba cô bỏ nhiều cho no. Rồi đẹp. À, bệnh bụng luôn. Uống 50 ngày không? Con tính là còn nhiều cháo cô. Có 20, có 20 ngàn. 20 của thương của khuyến mã quá. Còn có bún ra ha. Có ngày nào còn dư tiền. Có bún, nhiêu tiền con? 20k, 10k bánh xe nữa, 30, đủ 50k luôn. Đủ chưa? Đủ. Bún 50, bún 20 đúng không con? Rồi, 20 bún. Rồi, cô bán rẻ quá. Wow, đuối. Anh ơi, Trọng đã thành công vượt qua cái thử thách vừa rồi nha. Xem chút xíu nữa thôi. Gọi là quá nhanh, quá hiểm cho Trọng á. Nãy ra đến có vậy không? Quen rồi. Nếu mặc cái màu đồ đỏ ông Trèo kêu ông giá tôi. Em nghĩ sao mà anh Dị 2 triệu mà bị cỡ đầu con trai. Trời ông kia trao lại 2 giờ đổ chiến thực sai với trai gặp trao xui ông muốn trao đất ông dục. Dạ luôn thiệt ơi. Dạ đổ rồi đó. Hay xui bớt với trai lại 2 trai giữa quá. Giỡ đâu nó cứ bật bật về nó giỡ lại hơn xui. Giỡ giỡ chứ vô là gì á. Vô tặng cái trai đó. Ố mà đất nó liền được này hả. Mà đất nó dụng được. À. Đâu ham xù xỉ. Ai thấy là cho quyết định. Bây giờ ông Trèo với 2 xù xỉ đi. Một người với đất một người đang rạch. Bây giờ Trèo nó thua quá bây giờ nó xin nhà này có chịu cho nó. Xin chắc chơi xin vào chắc chơi. Mày lúc đầu là giao vậy rồi mà bây giờ xui mà trước xa xe vậy chứ trời trời. Ông ơi, bây giờ công bằng nhất là ông Trạng với hai xù xỉ ai thắng là cho quyền dọn quyền quyền xăng. Cho quyền cho chọn xăng. Nó công bằng nhất luôn. Đúng với trời trời. Đúng không? Xù xỉ xăng nhà với xăng khách đó. Đúng không? Xăng nhà khách thì đâu. Đây coi như là xăng này nơi là xăng nhà của anh Hải nè. Xăng đó là xăng nhà của anh Trạng. Đâu xù xỉ? Trời không? Trời ơi thì sao được á. Đi đi. Tại vì còn có hai người thì mình chơi xăng nhà thì khách đi bà ơi. Chạm nữa dán xe anh thua là không. Anh thua là anh có thể xù xỉ tiếp. Dẹp nào cũng xù xỉ. Dẹp nào cũng xù xỉ. Dẹp nào cũng xù xỉ. Ờ. Ừ. Chứ sao? Vô. 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 Để em cần nghiên cứu anh ra cái gì. Một. Em sợ gì đó. Hai. Ba. Ba. Biết. Bác bài. Rồi chọn sang nào. Chọn sang đây. Tạc bài, bác bài. Chúc ơi. Một. Hai. Ba. Ba. Chà. Rung. Anh nào cũng rung hết. Anh nào cũng rung hết. Ý dạ, rồi xếp được. Bình tĩnh vô anh Jack các bạn ơi. Bên bạn này, bên đây bạn này. Rồi. Hay quá anh hai. Cũng dậy rồi, sân đất cũng dậy. Dậy chứ. Người mà đó, nó nên khiếu là nên khiếu đâu. Chứ không có sân nào mà kể. Đúng rồi, cái đây. Hỏi làm gì. Sao đánh cũng sợ. Anh Trạng mới ra liền chút chút mà Trạng. Ai đi nó coi đứng. Đấy. Ra phát một. Mày Trạng tới lấy lá xăm sai khiến à. Dễ được 2 triệu khó bằng tay quá Trạng ơi. Kêu lấy đồ bà Tám cái chết nữa. Vô, mời đó. Trạng hay bóc đồ của bà. Hay nó bóc đồ bà Tám ghê á. Vậy hả? Trạng vào 1 phút. Thấy vào vào lò gạch khoảng 5 mét. Trạng xét thời gian 1 phút rồi nha nè. Đưa ra tao. Trạng tự nếm tự chạy lùm banh luôn nha. Chúng mày. 1, 2, 3, bắt đầu. Vô chút con ơi. Vô. Ui, khó lắm nha, không phải đơn giản đâu. Dễ đâu. Mạnh lên, vô đi. Vô. Quá đơn giản. Không phải giỡn đâu nha, cái đó phải vậy á. Giờ anh vừa thằng giọng mà dục 13 đi trong vô luôn. Dục 13 cái vô. Vậy em thấy anh dục khó thì mới chơi chứ. Dòng vô rồi Trọng đã vượt qua thử thách rất đơn giản nha.
bây giờ tao chơi sầu sĩ tao không chịu chơi với bác đâu. Sầu sĩ chứ sao, mày chơi dọn sân nhà khách mà mày hi mắm. Sân nhà thải là sân gạch nha, còn trạm sân nhà là sân đất. Sân đất này nè mày hi mắm, vừa biết đâu chuyển qua sân gạch rồi sân nhà của anh Hải nha bạn ơi. Em tắt tay anh luôn nè, tay chân này trong lỏng luôn nè. 1, 2, 3 action. Sân nhà của Thái mà. Ừ. Rung. Hay cái này gớm à, hai cái tường chiếu rồi nha. Vừa chạm đất chứ là phải đơn giản đâu. Cũng dứt anh được anh ha. Cái này sao càng ấy càng rung sao. Ôi, mời nãy xin lão bệnh tử hay gì đây? Hả? Đẹp thật ơi. Xanh, lão, bệnh, tử, xanh ơi. Xanh hả? Anh hai, xanh. Hai chuyên giờ ha. Gớm đi, xanh không à. Vậy ôi, một kim. Dạ. Vậy cái này là, cái này là trò đây là vui nha. Nếu mà cái này vô thì Vũ Dân Trạng nó hề ái được cho anh là quá anh lục nghệ thôi. Cái gì anh chưa thấy mà. Múc hết một cây kim trong vòng 5 phút. Được camera xem đi. 30 giây nha các bạn. Wow. Ok. Không có đang làm trẻo đâu, làm nhanh lắm mà anh chưa. Anh hai à, chiếc này phá anh kem à. Không, mà anh hai răng thương anh lọt gió rồi kem nhanh mềm á. Các bạn á, làm sao cho nó mềm ra, nó dễ dễ múc ăn. Múc, không được cắn nha, không được ăn nha. Rồi, ok. Cưng gì vậy? Chú ơi. Rồi bấm giờ cái này đây. 1, 2, bắt đầu. 5 phút 30 giây nha các bạn. Ồ, sao lâu rồi, quấn. Ồ. Thử im đó coi. Đa lự. Wow, múc mà. Múc vô mà thổi nha. Kệ kệ, làm gì làm kệ anh. Wow, lạnh đấy kìa. Wow, đâu, anh hai không quên, không quên cũng mà cũng tôi rồi. Anh hai ơi, sao ra khỏi đây quay tay cũng cao. Chuyên nghiệp chứ. Múc nha, không xin đồng răng nha. Ngẩng đầu á. Này đánh lửa. Trà này chiến kỳ quá lai ơi. Nhiều đấy gọi là trà. Quá chuyên nghiệp. Báo tay dài cho đây ơi. Không báo được, bí mật. Đây giờ không báo à. Rồi để cho gió, để cho lọc gió cho nó mềm. Wow. Đúng rồi, chính xác. Xin nhanh nè. Thời gian còn nhiều nay yên tâm. Đổi thế liên tục. Mày nấu, mày nhiễu. Nhiễu dưới này, chạy nước dưới này. Sao múc mà chạy nước dưới này? Đừng chạy nước nha. Nhiễn. Nhiễn dịp quá. Quá nhiễn. Nhìn ghê quá này. Anh hai gì Dũng ơi, Dũng ông bác gì mà giật á. Tôi cần em. Làm như quả xi lửa. Nấu như gà luôn á. Tôi thiệt ngầu à, tôi thấy gà à. Đừng mình luôn à. Anh hai đang tưởng tượng gì vậy, sao mà nấu như gà. Anh hai dập vai vô đây. Rít. Nhanh lên hai 4 phút đâu. Cố lên. Làm như đứt lù vậy. Bẻ. Múc. Nà nữ. Từ từ, múc hết đi đã. Múc. Ừ, cho cái này nó mềm là vừa, đúng rồi. Đó. Múc chưa, không được nhai nha. Cái trò này má đạo à. Nuốt hết cái kia nó mới đỡ lạnh anh, nó mới hết lạnh nó mới nén lên, nó mới nuốt được. Đâu hết. Chưa, thấy chưa? Múc chưa. Rồi, đang không? Rồi. Mà chỉ gãy nữa, từ. Kem thơm mùi sữa. Đó, sầu riêng, thơm mùi sữa. Anh hai múc mà bắt bao thơm luôn em nè. Không có thơm đâu. mùi thơm mà nó bắn luôn cái mùi kia đâu mà. Có đây này. Rồi, em vượt qua rồi. Có vị cái nghề này. Cố lên ngay. Anh hai chẳng đấu nghề quá. Cố lên. Này đơn giản như này. Đơn giản quá. Đơn giản như này ghê ta. Anh hai bình tĩnh. Anh hai cho kỹ làm YouTube quá. Thời gian hết chưa là? Chưa. Trời. Cố lên này. Rít. Làm gì vô đi. Chăng luôn hả?
Lấy gần luôn. Ờ hết rồi, lấy hết gần luôn. Hết phần kem rồi, còn thằng phần kia nó dễ đi. Rồi. Cô đây này. Tiếp 30 giây nữa. Mà nhanh điêu. Rồi, không được phầm đùm nha. Đấu thái tùm đùm quá này. Nhiều nhổ ấm. Ôi. Ôi đi qua đường. Đường. Ôi giời ơi. Chị hai, gấp chị nào đúng không? Đó lử rồi mà ra. Chị hai xem clip này cho không khó chịu à. Trò này ngậm mút chứ. Ủa mấy trò này có khi nào game show tổ chức cho mấy trò này không trời? Đâu hết dạ. Game cũng y như làm kẹo rồi trước á, nhưng mà chơi rồi trước trò chân bao nhiêu thời gian hết hết giờ chưa hết, hết giờ còn dư thời gian mà còn 1 phút 14 giây nha, mười mấy giây anh Hải quá tuyệt vời luôn. Anh Hải cái kinh nghiệm múc kem Hải quá cao rồi, không làm khó được này. Đây đây mà kêu múc kem chứ múc ái rì rộng hết quá. Sao cảm giác múc nó khó chịu không? Khó chịu, nó nhột nó không làm cho mình như em ngồi đó, em ngồi phía ngoài em ngồi phía ngoài còn thấy nhột cho anh Hải luôn á. Cái sự xì biết được hồi nãy chọn thì ông chọn xe đắt, thắng chọn xe đắt, bây giờ ai thắng người chọn xăng đâu thì mà mình cũng xì xì nữa chứ. Ờ, thì thắng chọn xăng. Chuyến này mình đi cái đường quyền bí à. Anh muốn chọn xăng gì anh chọn? 1, 2, 3 Cái kéo mà sao thục như vậy? Vô, tiếp chọn xăng nào? Xăng này tiếp. Xăng này thua rồi đó. Kệ, vô. 1, 2, 3 Em bỏ giấy em chào với anh là biết rồi. Càng á. Hồ máu lên hai luôn rồi. Đi rồi, ngay rồi các bạn ơi. Ủa chút cơ. Em thông báo anh em là trong đây em có một cái lá thăm. Mà cái này là anh Hải chưa giờ anh làm được nha. Hy vọng đừng Hải đừng rút lá thăm đó nha. Đó là một món tiết lộ anh em, đó là thịt ba chỉ ấp chảo nha. Chưa giờ Hải được qua mà anh Hải. Đào nha. Đào kêu nha. Hải nhắm lại. Ngửa. À. Có khi là hiện sáng nay nó chưa xúc. Cho tôi thời gian không? Được rồi đó. Chú rời giấy chú mới bấm được chưa? Lão. Bây giờ hỏi sáng nay hiện xuất hiện chưa? Tử. Xuất quân qua. Xanh. Lão. Xanh tử á. Cái lái tử. Lái chữ. Bệnh nhé. Lái chữ bệnh. Xanh. Lão. Bệnh. Tử. Lái chữ cháy luôn. Lái tử đi. Lái xanh. Lái chữ tử luôn. Tử đi. Xanh. Tử đâu. Anh em mới chạy. Không có gì hết. Hên quá. Ừ. Qua được. Tại sáng nè. Qua được. Cô thử cho mình 5 triệu vậy á. 5 vòng 3 phút. Thôi nổ anh em cái băng báo. Đây. Anh em ơi, trò chơi được có nghĩa là trong vòng 5 phút nha. Trong vòng đúng 5 phút đồng hồ. 3 phút. Mấy phút này ghi mấy số? 3 phút. À ghi 3 phút. 3 phút. Trong vòng 3 phút anh thổi nổ 5 cái máy, có nghĩa là băng bó thổi làm sao nó to nổ. Nhiều khi anh có sợ nó, nhiều khi có người mà bản lĩnh chưa đủ người ta thổi không dám cho nổ. Cái này cũng là một cái thiền cái sự gan dạ đây này. Sức tốt bây giờ sức tốt hơn tốt luôn. Anh phải lỗi à. Hai nhiều không? Hai nhiều. Anh 3 phút chưa? Rồi. Anh Hải. Vũ cầm dư băng bó lên, đúng một cái hơi ngang là đổi cho anh Hải nha. 1, 2, 3 Dứt đầu. Ồ sao nó không nổ? Không nổ đâu. Cố lên ơi. Chưa được 1 phút đâu. Ồ 29 giây thôi. Quay. Quá dữ, quá dữ. Cái đầu khó thôi, cái thứ sau là nó dễ. Dễ cái gì lúc đầu là nó quan trọng. Thế là thôi. Không xí dầu, không xí dầu. Không xí dầu, bình tĩnh. Còn sớm bên này, dư dừa mà. Hay quá đi ơi. Bắn không được, bắn nó dài. Cố lên. Rung người luôn mà. Cố lên này. Thì lại đó, thì lại đó. Cái này là ủa, cha vũi vô cái bình tâm đó. Bình tĩnh. Thôi thôi thấy cần. Bình tĩnh, bình tĩnh. Anh đấu nó ngược lại. Con bán hư em đậu. Đậu là chí á. Đậu nổ, quốc cái. Ôi, qua này. Cố lên, được, được, được. Khi được một nửa thời gian mà. Dư dơ, dư dơ. Hụt lên ngồi xuống. Vậy này nó không xin dầu á. Được mà. Đúng đâu. Đúng. Thằng thế vô này, thằng thế vô. Thằng thế. Đừng có lộn cho cái nó lỏng làm cái mai á. Vậy vậy. Xin ngược. Xin ngược. Xin giữ lại, giữ nó như mệt. Ê, ê, ê.
Đi rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Cái mai. Coi chừng đúng cái mai. Giữ nghỉ mệt ha, hết hơi nghỉ mệt. Đâu đắp ào, đắp ào. Thôi thua. Em một kiếm rồi. Sao này? Ở đây chịu nắng, không cao được, không có động hơi đâu. Đẹo quá đâu, chạy vô đẹo rồi. Đây với trời. Còn 47 giây các bạn ơi. Còn nhiêu giây? 47 giây nữa. Chúc mừng đẹo nha. Đẹo thét đơn giản vậy. Đơn giản với trời. Anh nghĩ trò này vô ai thấu 5 phút, 3 phút không bị ra hết đâu. Bắn miếng lâu to chứ ta. Sáng nay vũ trời mua lộn bắn dài. Nếu bắn tròn là nào nó được rồi. Bắn tròn là. Anh em ơi, hôm nay Trọng đã có một cú lợi ngược dòng khá là thành công nha. Anh Hải có hối hận khi mà chơi trên sân không phải sân nhà được các kiểu không? Không, nói chung là trò chơi nào cũng vậy. Lếm đốc là hên với xui đó. Anh Hải hôm nay hơi nhiều em chút xíu. Ai nhiều? Thiệt tình hả? Thiệt không? Chứ là hết khả năng của mình là chơi là phải có người thua rồi đánh nhé. Ok. Cũng hơi tiếc là Toàn lúc đầu bị loại cũng sớm quá nhầm có Toàn. Còn Toàn nói đây cuộc chơi nó còn kéo dài nữa các bạn ơi. Thôi, phần thưởng ngày hôm nay vẫn như lời hứa là tập 1 thì anh em chuyển qua tập 2 là dồn luôn, là hai cái cuộc là thành một luôn. Là phần thưởng hôm nay là nâng lên là 2 triệu nha. 2 triệu hôm nay dành cho Trọng nha. Quá tuyệt vời dành cho Trọng. Chúc mừng Trọng. Quá xinh đất Trọng ơi. Phần thưởng quá lớn nha anh em. Cảm ơn Hiển nha. Cảm ơn em. Đặc biệt cảm ơn Hải nha. Anh em ơi, nếu anh em nào mà thích cái chủ đề này, anh em mà lâu lâu đổi gió thì anh em hãy cho một like để anh em lấy cái động lực để lần sau anh em sẽ làm nhiều clip hơn. Hoặc là khi anh em đăng clip thì anh em dễ nhận được thông báo hơn nha. Có một số anh thì lâu lâu mà mình xem mình ít like, em đăng ký, nhiều khi mình có đăng lên mà nó không có thông báo nha anh em ơi. Cảm ơn anh em rất nhiều đó, quý ủng hộ anh em Sơn Dương Vlog nha. Chào anh em. Chào anh em.